Sôm chun rương, cột tia là cạ bần đất. Cá chọp châm pẹ châm pô hò vây mũi. Trâu bật phâu cai nâng vi cha chỉ muốn tớp lẹ bóng bàn. Cá bì bền ní. Bà bát bà mật tốt xoay rị xâm bát nọc nông krong bì riêng ở giấy. Bên nốt, miên bà rõ mần ạ chmô cột tia là cạ bần đất. Miên chất thunh tròn nông ca cục krong bà tết. Bàn chênh tập bù chia tập bó nọc nông bê hèm mập biên ọc bàm bây khai. Đó rồi đâu phiền sớm đấy. Có nước phân nốt đó cổ sát đau cần là nếu. Nâng chọp cắp cánh chạc mùi nâu ép tè. Hơi có sắc tổ đam cổ sát đau nốt phương rồi bóng bốt chung vinh. Đó sát đau nốt tùm hơi. Bạn bè dụ cổ sông chai tục phương bụi mùi nếu. Sau đó bình nốt tục bò rì phục. Lúc phương rồi bò nì rùi hơi. Cứ tha nốt tè miên bởi dối. Bạn rịp chom tục đạc cổ bụi nâng chọp cánh chạc sụt bù hơi. Có tập bố chia tập bọc bàn bàm bây khai tiết. Đó rồi đâu phiền sớm đấy. Nước khơi đó cọp sát đau nâng chọp cánh chạc nụ tiết. Bàn sắc mộc bà cọp mục rô bò nụ đôi mùn. Còn tại sắc nâng bố bẹp bẹp ní ọc bàm mùi đòn. Cốt tiên là cạ bần đất kết thai lâu ní đó rồi đâu sớm đấy tiết hơi. Bà anh sắc mộc đòn ní tiết chỉ lực tì bàm bì hơi. Bước tại cọp sát đau nâng chọp cánh chạc mùi. Dì ơ ai chọp cánh chạc nâng cọp sát đau ní. Đất nôm anh ôi vực vô nà ta. Chết tay mộ lộ buông ôi ai sắc tâu chùm mùi vía. Đôi chân này anh trâu dỗ vía tổ pro chôl ôi xa lạc tự bàn. Kết hời. Có tâu dỗ chọp cánh chạc nâng cọp sát đau. Chọp chọp nâng ba chọp. Lý đơ tổ mọt sừng cùng kìa. Đó hời cho thâm mạch phânê cổ vi chọp lưu ba bây chùm. Cổ vọt chôl prung tổ khổng tực. Hơi sạch thả, chênh hơi bày đỏ. Cứ riêng nụ. Bà cháu trông bia riêng ở xây tớp nâng tờ lọc mọc bì bằng krap sở trâu nọc nông bạch chân chôn nọc bót. Mọc chốc xâm rạc bà ca yếu bồn, trông chênh sân công kia chết tí đa, cốt tia là cả bản đất tớ cho chọp anh chá nọc đài. Trông bà sẵn đạp lưu xâm lên chênh hơi nụ. Bàn tớ tớ trông tí đa miên xâm lên, bàn khơi tạ bọc công phung cho có dương tớ chết xua thả. Lộ mà cha, dương ban bằng krap sở trâu chênh ở hơi. Tớ mộ xâm rạc nó không tìm nè. Ta lộ sạch thả chênh hơi nụ, ta chênh nâu ở vấy. Có tiên là cả ta bó tu thả. Bó bật mà hà riêng, bó ông chênh phụ cho kháng krau. Chúng nè rô bó bó ông đi, ác dục chênh vinh ban. Ai cho cư lộ phật tân hà, đại át thma ban chênh nì hơi. Vì mình ác dục chênh át thma vinh ban lời. Chia chùm nè ách xâm rạch bởi dọc bán. Lộ sốt phía sất thoai thả. Nẹ tăng chỉ tăng xa thụ chỉ tăng. Giang chỉ tăng à vẹ chỉ dạ tế. Tăng khôi chỉ tăng xa thụ chỉ tăng. Giang chỉ tăng nia vẹ chỉ dạ tế. Prai thả. Chùm nè ai nà để kê tổ lọc chùm nè vinh bán. Chùm nè lúc mình ách xâm rạch bởi dọc lại. Chùm nè ai nà để kê mình ách dội chùm nè vinh bán. Chùm nè lúc anh tớp xâm rạch bởi dọc bán. Lưu sốt phía sất ni chọp hỡi. Ta bó xâm lăng sai tức khăn ông sưng cùng kia. Có ba xâm rạch áp bào cả sân. Hơi ông quý bên ai đó ở các đôi chiếc đông bộ bộ. Bà cháu krong bì riêng xây nâng bồ chín ná. Miên bà tây miên chất trạc là bưu rùm bưu sạch bạch. Bàn kà thoại bằng cung xôn bà chìa chìa môi ta bó tương ọc niên nâng khăn ông bình nụ. Tò mộ, sạch đạch bà tây riêng tiên bàm bì ông đã chọn đơn đàm riêng. Các bạn đang thả, bà cháu trong phía riêng xây nâng bồ chí nà bán bù hơi. Có miền bà tây chả thả, nâng bồ chí nà tự bù chia tạp bọt đài. Châm nay có tiên là cả tạp bọt. Không bà bất bèm mà chả rì dạ thọ đó rạp đó là hòa dụ. Có bạn ta cắt nó không bồ mờ lụ. Ai có tiên là cả tạp bọt nụ, cứ tu ông bà xăm phút nì anh. Thay mùi, bà xăm phút cung nó không bọt chê tạp bốn. Miền bà thê rạ mùi bà ông, chmô chất tạ hạt thế. Chết tại bu hơi sắc sắc ốc về rẻ bà mùi đoàn. Đó bu lợi ti bàm bì tớ ban xâm rạch bè ả ra hạt tập hồn. Vì khâu tương lai nôm kia nè dây thả. Kể lẽ miên tâm ngôn ná. Xôm bây nạ miên ốc bạc nè sai chìa bè ả ra hồn. Đôi chất ta hạt thề nè hơi. Tùm rõm tê lẹ bong bàn trâu bu sắc ốc bàm bì đoàn. Bê nụ. Bè sắc đa tra xâm đai chụp bộ vì khâu tương lai thả. Kể lẽ nôm miên tâm ngôn thông ngôn ná. Bà miên rụ miền cần lại tục đạ lời xôm bay chạc cả vào lưng prom lụ coi chừng yết đài tất tha cốt chia bỏ rõ chiên này
ក៏ធ្លាប់កិលេសដឹកនាំឲ្យបួសសឹកអស់7ដងដែរទើបព្រះអង្គនាំអតីតនិទានកុទាលកបណ្ឌិតមកសម្ដែងដូចខាងលើនេះឯងរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាសូមជូនរឿងចចកលមោកសេចក្តីលមោកនាំឲ្យថោកទាបខាតលៀបទ្រព្យសម្បត្តិអាយុជីវិតកាលពីព្រេងនាយមានព្រានព្រៃម្នាក់ឈ្មោះវៃរភៈនៅក្នុងស្រុកកល្យាណកដកៈបានចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅបាញ់បានប្រើសមួយហើយលីយកប្រើសនោះត្រឡប់មកផ្ទះវិញស្រាប់តែជួបនឹងជ្រូកព្រៃធំមួយក្នុងទីពាក់កណ្ដាលផ្លូវមានចិត្តត្រេកអរណាស់ក៏ទម្លាក់ប្រើសទុកចាប់ធ្នូបាញ់ជ្រូកនោះភ្លាមជ្រូកដែលត្រូវព្រួញនោះស្រែកយ៉ាងខ្លាំងរត់សំដៅមករកព្រានហើយខ្វេះស្លាប់ទៅក្នុងពេលព្រានដួលទៅនោះបានវត្តជើងត្រូវពស់ធំមួយស្លាប់ទៅពេលនោះមានចចកមួយឈ្មោះទីខរិវៈកំពុងដើរស្វះស្វែងរកចំណីអាហារក៏បានទៅឃើញប្រើសព្រានព្រៃនិងពស់ស្លាប់ស្រាប់ដូច្នោះក៏គិតថាអើថ្ងៃនេះអញពេញជាមានលៀបធំសម្បើមអស្ចារ្យអញគិតស៊ីអ្វីមុនបើចំណីច្រើនយ៉ាងនេះសេចក្តីលោកធំក៏កើតឡើងគិតថាកុំអាស៊ីចំណីដល់សម្បើមនេះទុកចាំស៊ីក្រោយកុំឲ្យឆាប់អស់អញត្រូវស៊ីខ្សែធ្នូឥតរសជាតិនេះជាមុនជាបឋមបរិភោគគិតដូច្នោះហើយក៏អោនក៏គេខ្សែធ្នូហៀរទឹកមាត់ខ្លាក់កំពុងតែខំក៏គេខ្សែធ្នូនោះក៏ដាច់វាត់ខ្វាប់មុតខ្លួនធ្លុះដល់បេះដូងដួលស្លាប់បាត់បង់ចំណីក្នុងទីនោះអ្នកអាននិងអ្នកស្ដាប់កាលបានអានរឿងនេះចប់ហើយគូជ្រាបដល់សភាសិតមួយបទថាទ្របណាដែលខ្លួនបានដោយចំពោះបុគ្គលដ៏ល្អប្រសើរហើយទ្របណាដែលខ្លួនបានបរិភោគប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហើយទ្របនោះឯងជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនពិតប្រាកដតើខ្លួនគួរឈួតពង្វែងរសារទ្របទុកឲ្យអ្នកដទៃឬមិនមិនធ្វើបុណ្យមិនស៊ីចាយប្រើប្រាស់តាមការគួរទៅក្នុងលោកនេះមានមនុស្សច្រើនណាស់ជាញាតិសន្តានរបស់ចចកលមោកគឺអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិហើយមិនហ៊ានធ្វើបុណ្យទានស៊ីចាយប្រើប្រាស់ចេះតែកំណាញ់សន្សំទុកសុខចិត្តបរិភោគតែចំណីអាហារថោកទាបឥតរសជាតិដូចជាចំណីអាហារអ្នកសុំទានឃើញគេស៊ីចំណីឆ្ងាញ់ទ្រាំបង្ហូរទឹកមាត់ក៏ខ្លាក់ដូចចចកលមោកក៏គេខ្សែធ្នូរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនាសូមជូនរឿងព្រះបាទបង្កលកៈនិងប្រែតអានិសង្ឃទានដែលកូនឧទ្ទិសជូនមាតាបិតាសម័យក្រោយពុទ្ធកាលមានព្រះរាជាមួយព្រះអង្គព្រះនាមបង្កលកៈជាស្ដេចនៅក្នុងសុរតប្រទេសស្ដេចទៅគាល់ព្រះបាទធម្មាសោកជាស្ដេចចលចៈលុះព្រះអង្គត្រឡប់មកវិញស្ដេចយាងកាត់ភុកកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់កំពុងតែយាងស្រាប់តែបានទតឃើញផ្លូវថ្នល់យ៉ាងល្អដែលប្រែតនិមិត្តថ្វាយប៉ុន្តែព្រះរាជាមិនជ្រាបស្ដេចមានបន្ទូលទៅកាន់ពួកចតុរង្គសេនាថាណែអ្នករាល់គ្នាយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវល្អនេះវិញទើបឆាប់បានដល់ប្រទេសយើងព្រះរាជាក៏នាំពលសេនាយាងទៅតាមផ្លូវនោះទៅពេលនោះពួកពលសេនាព្រឺរោមព្រឺស្បែកគ្រប់គ្នាបានកលេចមើលគ្រប់ទិសនាយសេនាម្នាក់ដែលមានការតក់ស្លុតជាងគេបានក្រាបបង្គំទូលព្រះរាជាថាបបពិតមហារាជយើងធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះមិនស្រួលទេមានទេសភាពតក់ស្លុតណាស់មើលទៅខាងមុខឃើញផ្លូវដល់កលេចមើលក្រោយវិញមិនឃើញផ្លូវដែលយើងមកសោះម្យ៉ាងទៀតមានក្លិនផ្លែកបក់មកទាំងមានសម្លេងគឹកកងគួរឲ្យភ័យខ្លាចព្រះរាជាមានសេចក្តីតក់ស្លុតដែរទើបត្រាស់ប្រាប់នាយសារថីថាយើងដើរពីផ្លូវមិនស្រួលហើយបានជាពួកយើងមានចិត្តតក់ស្លុតព្រឺរោមព្រឺស្បែកចម្លែកធំក្លិនអាក្រក់ឮសម្លេងគឹកកងគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងនេះមានព្រះបន្ទូលហើយក៏ឡើងលើខ្នងដំរីទតមើលគ្រប់ទិសទាំង4បានឃើញដើមជ្រៃធំមួយដើមមានស្លឹកខៀវស្រងាត់ក៏នាំចាក់ទូរងសេនាយាងសម្ដៅទៅដើមជ្រៃធំនោះថ្លែងពីប្រែតឈ្មោះនន្ទិកាដែលនៅអាស្រ័យដើមជ្រៃនោះបាននិមិត្តខ្លួនជាទេវតាស្អិតស្អាងគ្រឿងអភិរណៈទាំងពួង
miên rụp cài là ổ sọc chú tờ rộ bà rịch chía, hơi nì dây thả. Bò bất mà hà riêng, sạch đạch dương mộ nì là ổ hơi. Xôm trông xoay nâu vì sọt tờ rộ, tức miên rô chết ngánh, nâng nôm tiền lại để tu bằng công rịp chóm thoai nì sân, xâm bàn to bà rịch đầm nơ tờ mộc tiệt. Bà rịch chía nâng phụ bồ chín nà, bàn xoay nâng bò rịp hộp nâu vì sọt tờ rộ, nâng nôm tấp chạy sọc sọc hơi, trông tra xua thả. Nẹ chia tê vật đà, rư chia còn thốc, rư chia bà ấn, chô nẹ bạp dư ngồi đăng phóng. Bò bật mà hà rì, nhóm mình mên chia tê vật đà, mình mên chia còn thốc, mình mên chia bà ấn tê. Nhóm chia bà ấn chmô non tị ca, mô nấu khăn ông tì nỉ. Ờ nô, nẹ miên à nụ phiệt chả ấn, miên chùm nay à hà tập. Ta nẹ miên sàl, miên sà ma chà rạ đụng mà đếch. Nẹ ba bà bật thò đò bà xa đụng mà đếch lá. Bò bất mà hà rì, chia sẽ đạch châm răng khổng đàn xù rọt bà tì. Xôm bà ông prôm tiang phụ ả mát nâng phụ priêm bà rò hật trông bà sẵn đập nâng sẵn đập biệt nhóm bà ông chô. Vì đàm khổng nâng khổng xù rọt bà tì nụ đài. Chia bà rò miên chất ạ cọ, chia mịt cha tịch thế, trù sẵn, cầm nâng bà tích bà đá xa xạ mà nạ priêm. Lúc nhóm sẵn lạp hời, bàn tò kát nâng khổng áo vô chây nở rộ đài miên phương chạy rừng tiêu chả cháu. Đau cả hai cây lệ. Nó rộn nụ miên cầm bên đáy quật chùm vĩnh. Miên cầm rộp đáy. Cầm đau nụ không nụ rộn nụ khăn ná. Sai chanh mọc kháng cao chùm nuốt mở rôi dụ chùm vĩnh. Khi ông chè nụ không nụ rộn nụ ọc cao dụ ổng vệnh. Đòi phòl này ba bà cam nụ ấy. Sẽ xóa phòl cam nụ. Ban mở cát chế prát nụ không ca ở lâu nị. Khi ông miên côn sầy mở nẹ. Ban mở cát chế niêng ốc cỡ vía. Chia ụ ba sĩ ca rộp bọc bè xạ khẹ mô ni xám phút chi nẹ miên chấl. Miên sật thiê trey o khổng tiên mân cầm nánh. Ban bà kê nô tức xâm rạp phắc. Nâng nôm tiền lai chung phúc bì khổ xong miên chấl bò rì xuất. Hơi ở tư phòl thả. Xôm phòl nơi tiên nít ban xâm rạch đọc bây đà rộp bọc nhôm đai chạy than tàu hời. Phòl có xâm rạch đọc nhôm chi lập đạp cổ phê đài niêng ban ở tư. Nhôm ban xâm bạch tập tam bà thả đôi chi sạch đạch vi sụp vòn. Asrai hẹt ní. Số mà hà rịch prôm tiang bà rịch bà tra bà trầy. Phải ác kẹ chê chê đo nâu bà phút bà thò bà xong chê tì bằng tì rà lực phong. Xôm bà ông viê nâu bánh chạc bà rịa tiang pram phong. Phải rịch chê tọp thà. Mà nêl prát đô chê tì vật nà. Nẹ bà thà sẽ kê đây châm rãn. Bà thà bà dọc châm bò dương. Dương thơ tam bị rà bò nẹ hơi. Nẹ chê á chà rà bò dương. Dương xôm đo nâu bà phút bà thò bà xong chê tì bằng tì rà lực phong. Viê nâu bánh chạc bà rịa tiang pram phong. Lúc bố vị trà này chọc hỡi, bà rì chìa bà phát đạch nha chung phúc mục bạch non tì ca thả. Bà nà tê bà tà, vị rạ mìa mị khập băng, lô kê ạ tình năng bà rì vạch dì dìa mị. Ả bạch chạc bò nô chạc mụ xa phà nà bế, xạ kê nạ tìa rê nạ hò mị cụt thọ. Bà thả, dương vị trà bà nà tì bà giang chạp rò hát. Dương lê hạ bóng ca căn dụ trọp để kê mình bán tục nộp nông lũ. Dương lên phận thực trở vấn. Lên như dây của họ, dương chỉ nạ trị o tên nâng bà phân rộp bọc luôn. Mình nêl bát, dương trị o nộp nông sát sát na bà phụt tiền lái. Bạch nó tức thị ạ trọ cho đôi chia ăn cam nông ti miên cho thông phóng. Bắn sát cho nó tức thị ạ trọ. Đôi xâm ram nộp nông tuần lý. Miên xe tức rô hạ phóng. Bà bát băng kệ lạc cả. Mình bà rì ông ca đôi chân hỏi. Có lựa bà khóc bà nòm thoai bông cung ở tư chung phố bà đà miên bà phía ạ rò hòn xăm phút hỏi. Lìa bà riêng từ lưu công rì chở rốt chia chanh tàu. Rương ní. Chọc tay bà nè. Xôm ạ nà mô tà ni. Xôm chun rương. Phi khô thu đông bàm phì ông. Nè bố khăn ông phút tư sà sà nà. Trâu bàn ạ rà hạt tập hò chia đạch hát khăn ông chết nà mùi. Khnong sasana praputka sapa kumpung riu rui. Mien piko prampi ong ban khơi akara phai rabok piko samane datay ka mien chet sangwe kut knia tha. Ba putta sasana muntun on tarai tau ti. Yung teng lai nung phu no ti pung dol no kluon oi ban. Kut knia yang ni hai. Nom knia thwai bong kum suwan na chet day. Dai bun chok presare rekatit chul tau tu dong khnong pri. Ban khơi phnom mui kon na yay knia tha. Lô ông nà nâu sát đai chì vật, cua tờ lọp tờ vinh chọc. Bỏ ông nà mân sát đai chì vật tế, chô lang tờ lưu phân nông nốt chì mùi kì nì.
ពេលនោះគ្មានលោកអង្គណាមួយប្រកែកក៏នាំគ្នាចង់បងអង្គឡើងទៅលើកំពូលភ្នំដ៏ខ្ពស់នោះលុះឡើងដល់ហើយក៏ច្រានបងអង្គចេញនាំគ្នាធ្វើសមណធម៌នៅក្នុងទីនោះទាំងអស់គ្នាបណ្ដាភិក្ខុទាំង 7 អង្គថាអវសោទាំងឡាយលោកនាំគ្នាឆាន់ចង្ហាន់នេះចុះភិក្ខុទាំងឡាយទូលថាបើពិតលោកម្ចាស់ដ៏ចម្រើនយើងទាំងឡាយបានផ្ដាច់ញាថាបើបានសម្រេចគុណវិសេសដោយលោកម្ចាស់ទើបទៅរកចង្ហាន់ឆាន់ដោយខ្លួនឯងយើងទាំងឡាយមិនឆាន់ដោយសារអ្នកដទៃឡើយសូមលោកម្ចាស់ឆាន់តាមសប្បាយចុះក្នុងថ្ងៃទី 2 ព្រះថេរៈបន្ទាប់បានសម្រេចអនាគាមិផលលោកទៅបានបាត់យកមកឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយឆាន់ទៀតភិក្ខុទាំងនោះប្រកែកដូចមុនសុចចិត្តស្លាប់បើមិនបានសម្រេចគុណវិសេសណាមួយថ្ងៃបន្ទាប់មកភិក្ខុដែលបានសម្រេចព្រះអរហត្តបរិនិព្វានទៅឯភិក្ខុដែលបានសម្រេចអនាគាមិផលលោកក៏ធ្វើមរណកាលទៅកើតនៅក្នុងព្រហ្មលោកនៅសល់ភិក្ខុ 5 អង្គមិនបានសម្រេចគុណវិសេសអ្វីឡើយដល់ថ្ងៃទី 7មានកាយស្គាំងស្គមស្លេកស្លាំងព្រោះអត់អាហារក៏ធ្វើមរណកាលទៅកើតនៅក្នុងទីវលោកទាំង 5 អង្គទៅលុះមកដល់ពុទ្ធកាលនេះទើបចុះចាកទីវលោកមកកើតនៅក្នុងត្រកូលផ្សេងៗគ្នាគឺទេវបុត្រ 1 អង្គបានមកកើតជាបរិជាប្រនាមកកុសតិ 1 អង្គទៀតមកកើតជាព្រះកុមារកាសបៈ 1 អង្គទៀតមកកើតជាទេរុជេរិយៈ 1 អង្គទៀតមកកើតជានបមលបុត្រ 1 អង្គទៀតមកកើតជាសក្កយៈបរិពីជុ សុទ្ធតែបានសម្រេចអរហត្តគ្រប់អង្គទាំង 5 អង្គរឿងនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអនុមោទនីសូមជូនរឿងថ្មាត់ខ្វាក់និងឆ្មាសម្ដីសប្បុរសរបស់សត្រូវប្រចាំជាតិជាសម្ដីរបស់មច្ចុរីកាលពីព្រេងនាយនៅលើភ្នំកិច្ចកោតក្បែរត្រើយទន្លេកុងគាមានដើមឈើធំមួយដើមសម្បូរដោយប្រហោងព្រុងជាទីអាស្រ័យនៅនៃថ្មាត់ខ្វាក់មួយឈ្មោះចរិតកវៈ ពួកបក្សីទាំងឡាយដែលអាស្រ័យនៅលើដើមជ្រៃនោះតែងមានចិត្តអាណិតអាសូរថ្មាត់ខ្វាក់ចាស់រិចរិលក្រចកបានរំលែកចំណីអាហារម្នាក់បន្តិចម្នាក់បន្តិចជួយចិញ្ចឹមឲ្យមានជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃសម័យមួយមានឆ្មាមួយឈ្មោះទីឃិកណៈបានចូលទៅរកចាប់កូនបក្សីក្នុងព្រុងជ្រៃនោះធ្វើចំណីអាហារបណ្ដាលឲ្យកូនបក្សីទាំងឡាយកើតកលាហលផ្អើលឆោឡឡើងថ្មាត់ខ្វាក់ឮសំឡេងនោះហើយ ក៏ស្រែកសួរថាអាណាមកឆាឆៅក្នុងទីនេះឆ្មាក៏លេចមើលទៅតាមសួរសំឡេងបានឃើញថ្មាធំសម្បើមក៏ភ័យតក់ស្លុតគិតថាពេលនេះវិវរធំហើយអញថយទៅក្រោយវិញក៏មិនបានហើយអញគិតចូលទៅនិយាយកុហកថ្លែងសេចក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងថ្មានិសិនដើម្បីឲ្យសម្រេចដោយគូលបំណងលុះគិតហើយក៏ថ្លែងវាចាគួរសមថា បបិទលោកអាចារ្យខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថ្មាត់ខ្វាក់សួរថាឯងជាអ្វីហ៊ានមកដល់ទីនេះមិនខ្លាចស្លាប់ទេឬឆ្មាឆ្លើយថាខ្ញុំប្របាទម្ចាស់ជាឆ្មាវិលារជាតិជាសត្វកាន់សិលស្លូតបូតថ្មាត់ខ្វាក់គំរាមថាណែអាសត្វចង្រៃចូលចេញឲ្យឆាប់ប្រយ័ត្នស្លាប់ឆ្មាអង្វរថាឈប់សិនលោកម្ចាស់ខ្ញុំបាទជាសត្វកាន់សិលនៅក្បែរត្រើយទន្លេកុងគានេះដែរ តែងប្រព្រឹត្តមុចទឹកលៀងបាបកាន់ព្រះមច្ចរិយៈធម៌ជាប់ជានិច្ចមិនហ៊ានស៊ីសាច់ឈាមដូចឆ្មាដទៃឡើយខ្ញុំបាទបានលឺកិត្តិស័ព្ទលោកម្ចាស់ដែលពួកពងបក្សីទាំងឡាយសរសើរថាជាអ្នកចេះដឹងច្រើនមានចិត្តធ្ងន់ក្នុងធម៌ល្មមទុកចិត្តយកជីវិតបានទើបខ្ញុំបាទមានចិត្តត្រេកអរចង់ចូលមកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ធម៌អវាទធម៌អាអំពីលោកម្ចាស់សូមលោកម្ចាស់អភ័យទោសទទួលខ្ញុំបាទជាបរិវារផង ថ្មាត់ខ្វាក់ឆ្លើយកាត់ថាអញមិនជឿឯងទេឲ្យតែឈ្មោះថាសត្វឆ្មាវិលារជាតិហើយគឺជាសត្រូវប្រចាំជាតិនឹងពួកបក្សីពួកឯងចូលចិត្តស៊ីសាច់បក្សីណាស់ឯងកុំខ្លែងវាចាកុហកបញ្ឆោតអញឆ្មាឮដូច្នោះភិតភ័យដាក់មុខចុះជើងមុខស្ទាបត្រជាក្រាបសំពះនិយាយអង្វរបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានសិក្សាធម៌អាចរណាស់មកហើយ
lô phẹ tu sạ mù hạ ban lẹ bong chò ở hơi nhóm căn ả hăng xà ca mình biết biên chỉnh nịch xôm lô mà cha triếp tam về cha bất rộ bọc nhóm xôm công trở lòng ca chma nì dây bần tôn chật thamát khoa ôi tục chật chưa tam ở bài luôn hỡi thamát nâu xin nghiêm chma có lộp lộp chôl tục nông prung chạp côn bạ xây si chỉ riêng rọt ngay vì nế ọc côn bạ xây nục nông prung chơi nục buộc mê bạ xây tàng lại ca bạ bát côn ọc rục rục nì hỡi có yếm sọ sừng rên sừng rai rốt chle chla ai chma có rốt chênh ông pi prong nục bát tàu lúc mê bạ xây tàng nục ban khơi cho ân cô nục bài côn chơi nục có chọt bạ can thamát quạ tha si côn khuôn tớp nông kia xâm lập thamát quạ nục slap asa bong chum nu chma kum hoi nu hong rương ni chop tai pan ne som anumotani